chào khán giả của kênh Đồng Trường Bóng Đá. Lúc này thì Thái Linh đang có mặt tại sân Morodok của Phnom Penh và đang theo dõi trận đấu giữa U23 Timor Leste và U23 Campuchia, một trận đấu quyết định về tấm vé đi tiếp của bảng đấu này. Và hình như là cũng đã sắp hết thời gian rồi. Và lúc này thì U23 Campuchia đang dẫn 1-0, đang bị dẫn 0-1 các bạn ạ. Và nếu như kết quả giữ nguyên thì gần như chắc chắn là Campuchia, đội bóng này sẽ không thể đi tiếp, mặc dù giải đấu đang diễn ra trên sân nhà của họ. Và chúng ta hãy cùng theo dõi những phản ứng của người hâm mộ sau khi kết thúc trận đấu này nhé. Thank you.
không chia đang dành những lời động viên dành cho Kensuke Honda. Cầu thủ của Limoges cũng đã đến và chào người cầm đũa của mình. Vâng, hy vọng là các bạn thích cái hình ảnh giàu cảm xúc vừa rồi mà chúng tôi mang lại. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh Hiện Trường Bóng Đá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo về hành trình của U23 Việt Nam và các sự kiện của giải U23 Đông Nam Á. Xin chào.